Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với nhóm 20 nam nữ thanh niên. Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra trên địa bàn vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 4, tổ công tác của Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Vĩnh Kim bất ngờ kiểm tra dịch vụ karaoke Roy ở do ông Nguyễn Công Thắng, sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 6 phòng đang hoạt động, có tổng cộng 39 thanh thiếu niên gồm 24 nam, 15 nữ. Tổ công tác đã mời toàn bộ nhóm nam nữ thanh thiếu niên về cơ quan Công an huyện Châu Thành để làm việc. Qua làm việc và qua test nhanh, trong nhóm 39 người có 20 người, gồm 11 nam, 9 nữ dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ nhiều phương tiện các loại có liên quan.